Được rồi, tầm khoảng vài ngày trước thì mình có đăng một bài viết lên tab cộng đồng và hỏi xem rằng là các bạn đoán rằng là video tiếp theo sẽ là về level gì. Và chúc mừng những bạn đã đoán đúng về The Shady Grey nhá. Mặc dù mình biết rằng là cái câu hỏi của mình nó không có bất kỳ một cái gợi ý nào ngoài chữ level, nhưng mà đôi khi làm những cái phỏng đoán như thế này nó cũng gọi là tăng tính giải trí cho kênh thêm một chút. Kiểu ai may mắn được thì họ sẽ được lên video kiểu dạng vậy. Chứ nếu mà mình để gợi ý nó dễ dàng quá thì không được. Nhưng mà thôi, bây giờ thì đã đến lúc vào phần chính của video rồi. Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về level huyền bí The Shady Grace. The Shady Grace, Survival Difficulty, Class Undetermined, Mysterious Property, Unknown Information, Undocumented Entities. The Shady Grace là một tập hợp các level phụ nguy hiểm và không ổn định, tất cả gộp lại với nhau thành một level bí ẩn lớn, đó chính là The Shady Grace. Như mình đã nói thì level này là một tập hợp của các level phụ không ổn định và tất cả đều cực kỳ hiếm và khó có thể đến được. Các level đều bao gồm một màu đen trắng, thang độ xám, môi trường không ổn định và rất ít người có thể sống sót. MEG đã gửi nhiều đặc vụ đến hiện trường để cố gắng thăm dò level, nhưng hiện chỉ có một người sống sót duy nhất trở về. Mặc dù vậy, có rất nhiều thông tin có giá trị đã nhận được từ các đặc vụ được gửi đến. Hiện tại, đã có 8 level phụ được phát hiện trong The Shady Grace, nhưng vẫn chưa rõ chính xác là bao nhiêu. Chúng ta sẽ đến với level phụ đầu tiên, đó chính là The Zero. Trước khi vào phần chính của video thì mình muốn nói rằng trên wiki người ta phát âm là The Zero, vậy nên mình sẽ đọc là The Zero chứ không phải là Zero Zero như các bạn nhìn thấy đâu nhá. Đấy, quán triệt như thế nhá. Chúng ta sẽ quay lại phần chính. Level The Zero là phần đầu tiên và là ổn định nhất của The Shady Grace. Đây là level phụ duy nhất mà bạn có thể vượt qua mà không gặp bất kỳ mối nguy nào. Miễn là bạn thoát ra khỏi level The Zero trước khi trời tối. Bản thân level dường như là một khu rừng với hiệu ứng đen trắng mà các level phụ trong The Shady Grace đều có. Những cái cây thường bị lỗi và bị trùng lặp, nhưng bên cạnh đó, level hầu hết đều ổn định. Khi bạn vào The Shady Grace, bạn sẽ thức dậy trong một cái lán màu xám ở level The Zero như trong hình. Sau khi ra khỏi lán, trên cửa lán có một tấm biển sẽ ghi là The Zero. Level này có chu kỳ 12 giờ ngày đêm, tuy nhiên nó cực kỳ khác với chu kỳ 24 giờ bình thường trong The Front Room. Thay vì từ từ mờ dần thành ngày hoặc đêm, thì bầu trời sẽ ngay lập tức thay đổi từ ngày sang đêm hoặc ngược lại mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Vào ban ngày thì level này hoàn toàn an toàn và không có thực thể nào. Nhưng vào ban đêm thì level này trở nên nguy hiểm một cách kỳ lạ. Mọi ánh sáng tự nhiên trước đó ở trong level này sẽ ngay lập tức biến mất, đến mức là bạn thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay của bạn. Lúc này, bạn có thể nghe thấy những con howler bắt đầu kêu lên trong khoảng gần 5 phút, gần như là một lời cảnh báo. Các thực thể giờ sẽ có khả năng nhìn đêm, sẽ xuất hiện và săn lùng bất kỳ con người nào trong level. Các thực thể được đề cập là không xác định do trạng thái ban đêm của level The Zero hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng nào. Cố gắng sử dụng đèn pin vào ban đêm sẽ không hoạt động do hiệu ứng đen trắng của level. Thực thể duy nhất được xác nhận trong level này là Howler. Tất cả các thực thể khác đều không thể nhận định do tất cả các nhà nghiên cứu đều đã bị giết trong vòng vài phút khi màn đêm bắt đầu. Cách duy nhất để biết khi nào trời sẽ chuyển sang ban ngày hay đêm là từ chiếc đồng hồ trong căn lán mà bạn đã thức dậy. Đồng hồ sẽ hoạt động bình thường vào ban ngày và bắt đầu vào 12 giờ. Đồng hồ sẽ từ từ tích tắc với tốc độ như một chiếc đồng hồ bình thường. Khi mức độ chuyển sang trạng thái ban đêm, đồng hồ sẽ phát sáng và tiếp tục như vậy cho đến khi một lần nữa chạm mốc 12 giờ. Lúc đó, nó sẽ trở lại thành ban ngày, và quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Vào ban ngày, bạn có thể tìm thấy các hồ nước, sông chứa Almond Water, thậm chí là các thác nước chứa Almond Water. Tuy nhiên, vào ban đêm thì bằng cách nào đó, Almond Water đột nhiên chuyển thành Liquid Paint, đến ban ngày thì nó sẽ trở lại thành Almond Water. Ngay cả khi bạn đóng chai và lấy nó ra khỏi nguồn, thì nó vẫn sẽ trở thành Liquid Paint, do đó bạn không nên uống bất kỳ loại Almond Water nào trong level này. Không có thực thể thù địch nào được tìm thấy trong level này vào ban ngày. Vì vậy, level The Zero được coi là hoàn toàn an toàn vào ban ngày. Bạn không nên ở đây trong level này vào ban đêm vì nơi này sẽ trở thành một vùng chết trong ban đêm. Bạn có thể đến phần tiếp theo của The Shady Grace bằng cách lấy một cành cây và vẽ một ngôi sao 5 cánh trong bùn. Level sẽ mở ra bên dưới bạn một cái lỗ và bạn sẽ rơi thẳng đến phần tiếp theo của The Shady Grace.
Level 1 là một ngôi biệt thự màu đen và trắng cực kỳ không ổn định. Nếu bạn có thể thoát ra khỏi level 0 trước buổi đêm, rất có thể bạn sẽ chết ở level này. Khi bạn rơi vào level 1, bạn sẽ ở sảnh của một dinh thự, có nhiều đồ đạc bị hỏng hóc và méo mó. Việc chạm vào chúng có thể khiến cơ thể bạn bị biến dạng hoặc bị cắt xén một cách bất thường. Căn biệt thự khá bình thường ngoài những đồ đạc lỉnh kỉnh. Có một thực thể ở level này được gọi là The Landlord. The Landlord là một thực thể bản địa cực kỳ nguy hiểm. Đi lang thang trên level, hắn đội mũ phớt, mặc áo vest công sở và luôn mang theo một chiếc cặp. Nếu hắn nhìn thấy bạn, hắn sẽ tiếp cận bạn từ từ. Cố gắng chạy sẽ dẫn đến việc tất cả các cánh cửa bị đóng và khóa trước khi bạn có thể thoát ra ngoài. Khi The Landlord bắt kịp bạn, hắn ta sẽ thường nói chuyện với bạn và sau đó giết bạn một cách phức tạp và xoắn suýt. Hắn tuyên bố rằng bất kỳ ai bước vào level là xâm phạm lãnh thổ của hắn và sẽ trừng phạt bạn vì điều đó. Hiện The Landlord được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm và khó lường. Một vài người đã có thể thoát khỏi hắn bằng cách bắn chết hắn trước khi hắn tới phòng họ đang ở và cố gắng phá cửa. Bắn chết hắn ta hơi khó bởi vì hắn ta đã được biết là có thể né tránh những viên đạn và cũng phải thực hiện một vài phát súng thành công trước khi hắn ta chính thức bị hạ gục. Nếu hắn phá được cửa và bước vào căn phòng mà bạn đang ở thì sẽ luôn dẫn đến việc bạn sẽ đến được level 2. Level 1 rất ít được khám phá do sự nguy hiểm của thực thể Landlord. Một nhà thám hiểm đã có thể giết chết thực thể này và tiếp tục khám phá khu vực. 15 phút sau, anh ta lại thấy Landlord quay trở lại và việc giết hắn không còn có tác dụng nữa. Nhà thám hiểm nhanh chóng bị giết hại. Level 2 là một khu rừng lớn, dày, phủ đầy tuyết. Level này là một trong những level an toàn và được khám phá nhiều nhất trong The Shady Grace. Không rõ chính xác tại sao level này lại bị tuyết bao phủ vì nhiệt độ ở đây thực sự rất nóng. Chớ trêu thay, nhiều người ở đây đã bị chết vì cháy nắng. Level này dường như có mặt trời, nhưng tuyết lại không tan, mà level này nóng kinh khủng và rất dễ chết vì say nắng. Almond Water có thể ngăn ngừa điều này và giữ cho bạn đủ nước. Và tất nhiên, nhiều người lang thang đã không chuẩn bị trước và đã bị chết vì quá nóng. Trong level này, như mong đợi, hoàn toàn chỉ có một màu đen trắng. Điều này làm cho các vết cháy nắng rất khó xác định, do chúng gần như không thể nhận biết được cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy đau. Khu rừng rất dày, có nhiều cành cây dài bị tuyết đóng cọc khiến cho chúng rất sắc nhọn. MEG đã có thể thiết lập một tiền đồn nhỏ ở level này, bao gồm 3 người sống sót đã có thể lên đến level 2. Họ đã khám phá được một lượng lớn khu vực. Khu vực này dường như không có gì đặc biệt, ngoài một thực thể hiếm hoi được gọi là thiên thần sa ngã. Các thiên thần sa ngã dường như là con người với một đôi cánh lớn màu đen và một chiếc áo choàng xanh. Chúng dường như bị thương nặng bởi các vết thương giống như vết đạn, mất một số bộ phận cơ thể như tay, chân, thậm chí là cả đầu. Và thường có sừng lớn màu đen. Người ta cho rằng những thiên thần sa ngã từng là con người, nhưng các thực thể này từ chối giải thích chi tiết về nguồn gốc của chúng. Chúng rất ngoan ngoãn và sẽ nói chuyện với bạn nếu bạn bắt chuyện với chúng. Thế nhưng chúng sẽ tấn công bạn nếu bạn đề cập bất cứ thứ gì về level 71, mặc dù điều này vẫn chưa được làm rõ. Và tất nhiên, khi bạn đã gặp những thiên thần sa ngã trong level 2 thì việc lên level 3 rất dễ dàng. Hãy hỏi một trong những thiên thần sa ngã và họ sẽ đẩy bạn xuyên qua mặt đất thẳng đến level 3. Không biết bằng cách nào họ có thể làm được điều này vì họ từ chối giải thích. Thế nhưng, tiếc thay, nhiều kẻ lang thang không thể đi sâu đến mức này do nhiệt độ cực kỳ cao, sự hiếm hoi của các thiên thần sa ngã và sự an toàn tương đối của level 2. Level 3 là một trong những level phụ kỳ lạ nhất của The Shady Grace. Level 3 là một đại dương vô tận với hiệu ứng đen trắng của The Shady Grace. Điều khiến nó trở nên kỳ lạ đó là đại dương chứa đầy những chiếc đồng hồ trôi nổi xung quanh nó, dường như có khả năng thay đổi thời gian. Bản thân đại dương khá độc và được tạo thành từ nước cất trộn với thứ được coi là thủy ngân và dầu máy. MEG đã cố gắng khám phá mặt nước bằng máy bay không người lái dưới nước nhưng hiện không tìm thấy bất cứ thứ gì. Cho đến nay, MEG đã tìm thấy 4 loại đồng hồ trôi nổi xung quanh, đó chính là đồng hồ analog, đồng hồ kỹ thuật số, đồng hồ đeo tay và đồng hồ ông đồ, mỗi cái có một khả năng khác nhau. Bằng cách nào đó, chúng cũng hoạt động bình thường, mặc dù chúng bị nhấn chìm trong đại dương và dường như không có bất kỳ nguồn năng lượng nào như pin. Đồng hồ analog là loại đồng hồ an toàn nhất. Chạm vào một cái thì nó sẽ đưa bạn trở về level 2. Còn nếu nó không đưa bạn trở về level 2 thì nó sẽ đưa bạn thẳng đến level 4. Đổi lại với điều đó thì đồng hồ analog lại khá là hiếm. Chúng ta cùng đến với chiếc đồng hồ thứ hai là đồng hồ kỹ thuật số. Đồng hồ kỹ thuật số cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng khá hiếm. Nhặt một cái sẽ ngay lập tức di chuyển bạn đến level 195 mỗi lần. Nó có thể được sử dụng như một lối thoát nhanh ra khỏi level The Shattered Grace. Thế nhưng, các thuộc tính bí ẩn của level 195 có thể tệ hơn so với việc ở lại level 2 hoặc level 3 trong một thời gian. Còn loại nguy hiểm nhất thì có thể nói đến là đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay thực sự được sử dụng để làm vũ khí từ các nhóm bản địa trong level.
nhặt một cái lên, buộc vào cổ tay. Nếu bạn hướng đồng hồ về bất kỳ sinh vật sống nào và quay kim về phía trước, nó sẽ đưa thời gian của nạn nhân đến ngày họ chết. Điều này áp dụng đối với nhiều người nằm trong The Shattered Grace. Đây không phải là một cái chết tức thì trong mọi trường hợp, mà nó giống cái chết trước một thực thể. Bạn có thể tránh nó và thay đổi số phận của mình. Tuy nhiên, nhiều người cuối cùng vẫn chết vì chiếc đồng hồ này. Điều này khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm. Một số nạn nhân sống sót sau vụ tấn công bằng đồng hồ đã biến mất gần một năm trước khi được tìm thấy bởi MEG ở The End. Anh ta đang được tìm thấy là đang chạy trốn khỏi một party goer trước khi MEG làm cho nó nổ bằng fire shot. Còn cuối cùng thì họ đã lọt được vào The Hub. Anh ấy là người duy nhất được ghi nhận là sống sót và thoát ra được khỏi level The Shady Grace. Đồng hồ ông đồ là loại đồng hồ lớn nhất và quá nặng nên không thể cầm được. Ném ai đó lên chiếc đồng hồ ông đồ sẽ khiến nạn nhân đau đớn và biến trở lại thành trẻ sơ sinh hoặc đã già đi nhanh chóng thành người già. Các nạn nhân thường kết thúc bằng cách chết đuối vì không có kết quả nào dẫn đến việc người đó vẫn có thể bơi. Level này cực kỳ khó khăn để thiết lập một tiền đồn do có nhiều cộng đồng bản địa đang tiến hành các cuộc tấn công theo dõi lẫn nhau. Chiến tranh đồng hồ là những lần xảy ra phổ biến trong level phụ này, thường dẫn đến hỗn loạn cực độ và chết người cao. Nó đã khiến cho MEG tốn một thời gian dài và rất nhiều lần thất bại và mất mạng để cuối cùng thiết lập một tiền đồn thành công với sự phòng thủ thích hợp. Nhiều cộng đồng nhỏ trong khu vực thường là mối đe dọa cực độ đối với MEG hoặc bất kỳ ai khác vào level. Như đã được đề cập trước đó thì MEG đã triệt tiêu các nhóm nhỏ hơn, yếu hơn. Thế nhưng nhiều người đã vũ khí hóa đồng hồ và sử dụng chúng để chống lại MEG. Và mình khuyên các bạn một điều, đó chính là không được tin bất kỳ ai ở trong level phụ này, ngay cả MEG, vì MEG có thể nhập bạn thành kẻ thù và nhanh chóng tấn công bạn bằng một trong những chiếc đồng hồ. Các nhóm bản địa cũng có khả năng tấn công bạn vì một số lý do. Đồng hồ analog dường như là cách duy nhất để đi đến level phụ ổn định cuối cùng, được gọi là level 4. Level 4 là level phụ ổn định cuối cùng được biết đến trong The Shattered Grace. Cách duy nhất được biết đến để đi vào level này là chạm vào chiếc đồng hồ analog trên level 3. Nếu bạn thực hiện thành công chuyến đi đến level 4, bạn sẽ văng thẳng xuống dòng sông như trong hình. Con sông của level 4 chảy qua toàn bộ khu vực và dường như là vô hạn. MEG đã lấy mẫu và chứng minh rằng nước rất an toàn khi chạm vào, nhưng có thể gây nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng nếu uống phải. Dòng sông được bao quanh hai bên là những tòa nhà chọc trời nguy hiểm. Thiết kế của những thành phố trông cực kỳ giống với level 11. Hiệu ứng đen trắng vẫn được áp dụng. Nhìn chung, nó được gọi một cách không chính thức là level 11 nhưng tối hơn. Các tòa nhà cũng như level 11 thường rất rối mắt và đôi khi có thể bất chấp các định luật vật lý. Ví dụ, một số tòa nhà bị lộn ngược, nổi lên trên trời, thậm chí là nấu clip cả vào bên trong nhau. Các tòa nhà chọc trời đều bị khóa nhưng có thể dễ dàng bị đột nhập. Điều này không được khuyến khích vì mọi tòa nhà đều có những thực thể rất nguy hiểm, chẳng hạn như Smiler và Skin Stealer. Các đường phố cũng tràn ngập những faceling có vũ khí. Nếu bạn đến quá gần, nhiều người trong số họ thường sẽ tấn công bạn bằng cách đẩy bạn vào tường và móc túi bạn. Họ thường mặc áo khoác đen, quần jean và đội mũ len đen. Những faceling này thường sẽ đe dọa bạn bằng một con dao và vẫy tay ra hiệu giao nộp mọi vật có giá trị. Nếu bạn cố gắng chống trả, nhiều phe phái trong này sẽ trở nên thù địch và tấn công bạn cho đến khi bạn ngừng di chuyển hoặc giao nộp bất kỳ loại tiền, vũ khí hoặc vật tư nào. Họ dường như rất ưa chuộng Almond Water vì một số lý do kỳ lạ. Giao Almond Water cho chúng sẽ khiến chúng ngoan ngoãn với bất kỳ ai trong một giờ. Bọn chúng dường như sẽ bất chấp bất kỳ thứ gì có giá trị, ngay cả giá trị tình cảm. Một du khách đã ghi lại rằng đã mất tất cả vật dụng có giá trị của mình và không còn lại một cái gì. Vì vậy, khi một faceling tiếp cận anh ta đã phải đưa chiếc áo sơ mi của anh ta ra. Faceling đã mặc nó và rời đi. Các faceling gần như chiếm đóng toàn bộ level này, làm cho việc ăn cắp đồ của người lang thang trở nên cực kỳ phổ biến. Hầu hết những người lang thang cuối cùng bị cướp đến mức khỏa thân và sau đó bị giết. Mango cũng đi lang thang trong level này, không giống như level 9, chúng cực kỳ phổ biến ở nơi này. Chúng đi bộ xung quanh level 4 để tìm kiếm con người để dẫm lên họ. Bạn hầu như luôn có thể nhìn thấy ít nhất 2 hoặc 3 cá thể mango đang từ từ di chuyển ở phía xa. Nếu có một trong số chúng nhìn thấy bạn, thì rất có thể bạn sẽ bị giết ngay lập tức. Các faceling và mango không phải là mối nguy hiểm duy nhất trong level này. Level thường có các điều kiện môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, đôi khi đạt đến điểm gây chết người. Thiên tai cũng thường xuyên xảy ra, chẳng hạn như bão tuyết, mưa axit, lốc xoáy và nhiều thứ tương tự khác. Toàn bộ level cũng bị u ám bởi những đám mây dày màu xám, làm cho level cực kỳ tối. Hiện tại không có cách nào được biết là có thể thoát khỏi level 4. Cách duy nhất để thoát khỏi level 4 là cố gắng vô tình no clip. Lost Hope.
là khi sự ổn định của The Shady Grace biến mất. Level phụ này cực kỳ bí ẩn và không ổn định. Khi bạn ở trong level này, gần như là không thể sống sót hoặc trốn thoát. Đi vào level này có nghĩa tất cả hy vọng của bạn sẽ bị rút cạn. Tại sao bạn lại đi sâu vào cảnh địa ngục này? Địa hình của level phụ này chỉ được mô tả là ngoằn ngoèo. Những bức tường xung quanh bạn lung lay nhưng vẫn kiên cố, khiến cho level trở nên mất phương hướng một cách khó tin. Level này gần giống như level 2, nhưng bị méo mó và không ổn định. Bất cứ ai đi vào level này dường như bị xé toạc cơ thể ở cấp độ nguyên tử. Các liên kết nguyên tử tạo nên cơ thể của chúng ta từ từ bị phá vỡ cho đến khi toàn bộ cơ thể chỉ còn lại những hạt lơ lửng. Tất cả hy vọng đã biến mất. Không có ai sẽ đến giúp. Chúng ta đang biến mất. Tất cả chúng ta đã chết. Bạn đã làm gì vậy? Bạn đã đi quá xa rồi đó. Có quá nhiều lớp thực tại đang sụp đổ lên bạn. Bạn có nghĩ rằng bạn thậm chí có thể bắt đầu hiểu được những gì mà bạn đang phải đối mặt? Chào mừng bạn đến với The End. Tôi đã hòa là một với hư vô. Chúng ta đều là một. Thực tại đã dần biến mất. Địa ngục đã sụp đổ trở thành Shadow Grace. The Basement. Bóng tối. Kẻ sa ngã. Hư vô. Không có lối thoát. Ngọn lửa bùng lên. Thiên thần đã ngã xuống. Trái đất đã trở thành màu xám. Backroom chỉ là sự bắt đầu. Fade into the Shadow Grace.